Hello, alo mấy mình là bác tôi đi tới đây xin chào mấy anh em mỗi miền đi bên nhà mấy em ơi xin chào anh em nhà mình chủ số ba đấy cho nó đó đó là không được làm cho ba đấy à cho nó đi nè đi anh em bắt đầu đó đi video lý của nó tiền bị mẹ rồi mà cho nó đi nè chú ra cái bên mẹ à đi ở trên nhà chợ tiền chợ đó đấy rồi cháu cho nó đi nè tiền bị chịu của nó bao lâu lấy rồi cho nó đi lâu ngắn tiền khu lý xa tiền nhà của nó bao lâu lấy rồi à cho nó đi trong túi nhà đấy hà đấy bao lấy rồi thì mỗi miền tâm à đi của nó à đi lưu trên này xếp xì để mà nhà đấy kể kể của nó u mà cho nó đủ thu gì rồi lưu trên à về xíu mà tông chú trên này à làm nhiều đi của nó à lưu tông chú trên này xí đi ô à lưu lưu gu gu mà yêu lưu mà nhà này này kể kể thì nhà ấy trâu này à rồi cháu cho nó đi nè đi à ta này là đi delivery xí để nhiều đại hộ cho nó đi nè đi xếp xì để phụ sòng bây giờ lâu ngắn tiền liệt cụ cho nó sao để mà lâu sau này là bọn nó à rồi cháu à đi trên nhận chế tài phía đó để cho anh em bác cá cho nó video lấy đi lâu bí mình tìm bí phía vụ ở đó cho anh em về à nuôi nhốt tao mà này bọn nó cho nó đi đến số như bây giờ trên này cháu nhà vào đó thì vật lý đi này bắt đầu tao bọn nó thì tao mong coi cái vật lý đi à thì sau này cháu nhà này bắt đầu bí cho nó đi này số như bây giờ tao mày bọn nó à đa số cho nó đi cháu nhà liệu sẽ bị lừa gì đấy không cái gì này không xem rồi cho nó đi mà làm một cái nghề vật lý đi thì sau này cháu nhà mình nó đi cháu nhà ta à anh em của mình nó anh em xây mẹ luôn làm thêm máu bao luôn lấy rồi cho nó đi nhiều quan mà mỗi một người đi nè đã trâu tuy đi đấy à biết là nào được khu mà nó biến cho nó đi làm một cái nghề vật lý đi thì sau nó à rồi chuyện cho nó xây nhà cái nó anh em là xây nhà cái nó thì xin này này bọn nó đã cho nó đi ví dụ trong show mua bò đi làm mua thì đẹp biến cho nó đôi trâu mới xí đã biến cho nó đi ta thấy nó một con này nhiều quan mà để duy mi đã làm nhiều đi bọn nó thì sau này nó à rồi chuyện này cho nó làm một cái nghề về chuyện gì mà thì sau đó lấy solution cho nó đi à mua ví dụ là này sao ví dụ cho nó đầu tiên là thì sau nó à miễn giống như thế ví dụ nó phải mà thì sau nó cho nó được cái gì biến nhiều đó là bọn nó làm nhiều cái gì ấy trong nhà này bắt đầu biết cho nó được đã sẽ bị đi làm gì mà bọn nó và rồi xin cho nó cho nhà đầu tư vô UDB mà cho bây giờ xin người ta mày bọn nó đi mà rồi xin thì qua cái đi các cái này bị mà làm mua đấy chơi xin mấy cái vua mà gì các cái này làm mua đấy chơi xin ấy bảo anh chị à làm mua thà đấy chơi rồi mà chơi đông chơi bộ mua UDB mà cho nó nên bị mà xin người bây giờ mày bọn nó và rồi xin cho nó qua cái đi các cái này bị mà làm mua thà đấy chơi bọn nó đi chơi đi à và để xin lại cho nó sẽ bị lấy lại gì mấy à đó và rồi xin cho nó mỗi cái giao vật lý đi lấy giấy mà mì ra nén nào vào nó cho nó bao mà à cho nó tắc gì quan tắc gì xí à mẹ xa cho nó đi tắc gì mà biết được quan nhiều vào nó thì đầu nhà đó mà xịt cái gì là về xí à làm nhiều vật lý thì mỗi khóa là bị số lượng xí cho nó tự do mua nhà cái nó á nhà giống như thế cũ thế nhà cái nó á đúng á tự già này vào nó bây giờ cho nó đi vật lý thì đoạn lúa để bù chế mía ra cho nó nhà ấy là ấy bắt được lúa mà vào nó ở trong trong nó cho nó tự sâu nào để xí đấy bây giờ cho nó ai anh chị nên rồi mới cái đấy cả cho nó đôi thì lấy trên bây giờ qua cái lấy thì mới là vì solution cho nó ai anh chị này mấy ai anh chị này đã đoạt nô mới số này mất nô mới số này đã trong lúc thì sau nó hóa cho nó được nhẹ mấy vì là thì ngâm một đề số đó cho nó được thì nuôi gì không ngon mới ra ai anh lưu số này ra đám yêu đi trong đấy à cho nó đi qua cái lấy thì sau này chị mấy vì thì nuôi gì lồng lồng lao mới ra nuôi gì lồng lồng lao mới ra đây nhà mà cho nó qua cái lấy á mà số này là đám mà mua được xem qua mai á nuôi mà cha là số như má cho nó là cháu nhà nên chơi chị mấy à đi đấy mà đi về cái chân này về tôi là bị má tay áo cho nó đi qua cái lấy thì sau này mới cho nó tôi làm mấy vì qua cái lấy muốn chết á cho nó mi qua đấy chơi gì anh chạm như này đã còn chả cho nó rồi sang năm này này qua tôi mua nhà mấy sao cho nó đi tận này thì khai lấy rồi chuyện cho nó được tốn này làm nhiều đi chào vào bên xe hoặc là muốn chơi đá biển cho nó được đi qua cái lề đi ấy à chỉ chơi điều cho nó được béo mà tàu bây giờ thì bây giờ thấy đi mà bọn nó biển cho nên là khó này mà cho nó làm nhiều đi béo mà tàu bây giờ này muốn chơi bị má thì sau làm nhiều cho nó được tôi làm em bị đói yoga mà rồi chuyện cho nó được đi qua cái lề đi này bắt đầu rồi yoga bài sinh lại rồi cho nó được đi à mi qua là đấy cho nó được nuôi số này nuôi số bị má thì tàu nhà ta lìa ta sai vào rồi cho nó đi qua cái lề đi à thì hồ thu thu thì thu thu này cho nó được đi qua mai sáng nay mi ra qua mai sáng này sáng mi ra bên chân đan xin mất đan nào bây giờ qua mai bà ra đấy thì mất xin này bên sáng mi ra làm nhiều đi anh đi mà cho nó được hoàn chất nào phiền này nghe hoàn chất nào trong cho nó được đi sâu nào rồi đấy anh ấy trông tôi này bây giờ cho nó yoga mà rồi đây xử lý nhau này sai này chất nào anh ấy yêu xin này cho nó được đi đây xử lý nhau này sai này chất nào này bắt đầu biết thì này nghe bây giờ nó được khui ra cho nó được
đi vòng hồ vay nào biết na vòng hồ vay nào biết na rồi cho nó rồi anh em đi mà cho nó rồi đi à nô số đấy số thằng này nô đi bây anh ấy vay đồ đấy à bây giờ nó rồi đi à xa xa câu đó là vật lý số ấy à xa xa đấy đặc biệt mẹ cho nó rồi bây anh ấy vay đồ đấy đi yoga đấy cho nó rồi cho nó rồi đi sau này nào đi à mấy ai xí đấy rồi cho nó à cho nó rồi đi yoga số hà đấy cho nó rồi phụ giúp sai à mấy thêm mà vào đấy à đi sau nó mấy sau mà cho nó rồi đi yoga cho nó đấy à đặc biệt là à tôi sai này là mấy xí mấy bây giờ nó rồi yêu visa cho nè sai mấy bà lấy rồi, hôm mai ye, yêu visa mà con này được cho bố, vợ cái gì mà đi sau mà bà la la, bây giờ nó luôn, vui là về ai nhìn chi nhảy này là yoga bà la la, đam yêu đi vào nó đi cháu nhà đây nè, bắt đầu bị mà lấy đi vợ cái gì, đi sau nó nghe, nhà ai xí vào nó, à, để chúng ta cháu cho nó luôn đi, à, vợ cái gì bây giờ, à, đi sau nó mua má, làm mua ra đấy, chết đi cuộc sống, cho nó luôn, à, đi mà vào nó. Bây giờ qua mà chỉ biết cái này cho nó lo mua ra đấy, chắc đấy, bây chắc đấy xin lấy rồi, cho nó mi kiến xây nhà ra, mi kiến xây nhà ra, tôi cho nó luôn cho nó vật lý, cô vật lý, nó town này chạy mình mà nó muốn chạy về ra, à, ta thấy nó mà còn là tôi vật lý ok cái đó, vậy nó bây giờ cho nó được thì ta thấy nó mà còn để tôi cho nó luôn tập phim đi làm việc đi, làm việc đi, vậy nó bây giờ thì qua mà ya CP gì mua nhà nhà này rồi, tôi luôn tất cả tất cả nhà nhà thay nhà làm việc làm việc, vậy nó bây giờ ở bên trên phun nhà, nhà phun nhà làm việc bây giờ cho nó được thì suy nghĩ anh ta này nhà nhà này làm việc, vậy nó thì anh em bắt đầu bị mà lấy cho nó được thì qua mà gì mà làm mua rồi, bao lâu lấy rồi cho nó được thì mình phải chạy má khe khe nhà ai biết này nữa, tôi cho vì qua trên trả lời xem vật lý tỷ số nó hóa cho nó luôn nhà má này nè, tao bảo đã lấy từ chợ bao nhiêu nè, vì qua trên trả nhà mẹ số lượng xem lấy cho nó luôn đã vật lý tỷ số nó hóa cho nó luôn nhà ai xí vậy nó vì trên anh ấy đã trên anh ấy đấy tôi xã hà ra con không nhà u mấy nhà đấy tôi cho luôn vật lý đấy bình gì nè ai chi nè đó làm việc gì cho mình lấy vật lý đấy tỷ số nó hóa cho nó nhà ai xí vậy nó vì nó gì thâu lâu đấy nó mà nó gì thâu lâu mua nhà này là vậy nó nuôi con ngon mà già là tạm hiểu đi cho lấy cho nó được đi qua cái lý đi á đi xong nó á nhà là ú cho nó tuy xia mà chết đấy thì nó được chắc cả cho nó đi bao nhiêu anh đi làm mua ra để chắc cả cho nó bà ấy xin lấy rồi bù chế anh em nhà má là đi qua mà ya mi qua để chơi mà cho nó bù chế anh em nhà má này là vậy nó hay chơi mà cho nó được đi qua nhà khách khách để cho nó đi xong nó này anh ấy phải là ra bây giờ qua cái lý đi rồi vậy nó anh em bù ra rồi cho nó bù xe tạm hiểu đi phá là tạm hiểu đi vậy nó bây giờ bù mà mua được bù chế rồi bù chế anh em này nó là anh em ý là anh em bù ra đại mà không muốn tự cái tạm hiểu xin này anh em tham hiểu mà về xin này cho nó bù con này vậy nó bây giờ nào cũng xí ra đi qua mai đi qua mai cho nó rồi đi oxytocin rồi CO đi luôn luôn cho nó tông biểu mi à biến cho nó đi luôn luôn cho nó tông biểu mi cho nó trong nó đã sai trong cha là biến nó đã chết xí ra đi tại một không một quen ngày má thu mi cho nó trong nó tại quay trở về qua mai ở cái lý ở sống sống là đam yêu đi qua nó đã bao nhiêu chuyện này cho nó luôn muốn đi để chơi đi qua nó biết chơi này đã qua mai cái không được tất cả tất cả mình xí đam yêu biến qua cái lý đi à lâu sau đó là vô được tất cả tất cả mình xí đam yêu đi cho nên cho nó được cái lý đi thì sau nó qua má qua bị mà tay vào đấy biết rồi à xa hà ra con ngon mía xí ra qua má cho nó qua cái lý đi ô à thì ngay ở ta lâu mà cho nó à xa xa chuyển biến solution thì à xa hà ra à bị bị qua mà xí cái xa mình chuyển biến solution này cho nó được đi qua cái lý thì sau nó ngã cho nó được thì anh em nhà má ấy ở trong nước cho nó được đi thì à xa hà ra chuyển mà xong hết xin để trả thì chuyển à mấy gì xong hết gì xin để trả cho nó được tại vì anh em của nó đã rồi thì bao vấn chuyện anh này bị mà nó mua ra đấy à chết đi của nó đã solution cho nó được gì à chết tổng chết xí mà lại cho nó không nhận gì của nó chết tổng chết của cho nó suy nghĩ về việc cái này à đi chết đi à cho nó được luôn nhiều à tất cả những cuộc sát tuổi này là luôn nhiều à tay ông xin này là sao cho nó được sát đi làm gì mà cho mà solution cho nó được work đi à tỷ số này bọn nó tỷ số này bao nhiêu tỷ số này solution cho nó được gì à mi cái bác ca sai này u sai xí mày work đi bác ca sai này u sai xí mày thì bao nhiêu cái này sai này u sai xí mày thì mà cho nó à bây giờ ra solution à xây nhà solution đào work đi này sai này u sai bọn nó thì work đi này à work đi này sai này u sai bọn nó biến về à bây giờ ông bố nói đi mua bây giờ ông bố nói là mình bây giờ ra chợ đó qua mai nhà sai nó qua mai ta thấy nó mà câu na khăn nào bố đi ra mà câu na lý gì mà na đi ta trả lại chơi gì đó à bên trên chỉ biết là mình đang là đam yêu đi qua nó biết để chơi hà này ra thì mua phải để chơi trả ra đam yêu đi qua nó để gì hà đi á để chơi này chơi cho nó
ဟယ်လိုမဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစီဇန်လေးကိုကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်အချိန်ရရင်လည်းအချိန်ရသလိုကျွန်တော်ဆက်သွယ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ဆက်သွယ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ message များနဲ့ဆက်သွယ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ messenger နဲ့ဆက်သွယ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ message များနဲ့ဆက်သွယ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ